cảm xúc sau khi xem phim Nhà Bà Nữ. Thấy tội nhưng mà thôi cũng kệ, nhưng mà cũng hợp lý thôi. Nhưng mà vẫn buồn, mình vẫn buồn, mình vẫn muốn hai người về với nhau hơn. Hôm qua chị không like á, hôm qua chị không, chị đi chơi mà, hôm nay chị làm cả tuần đúng không chứ. Không đấy chị không thể đáng thương à? Các bạn xem livestream kể cả các bạn xem ấy, các bạn cũng phải có ngày nghỉ đúng không? Miễn nữa là người like. Bình thường mình hôm qua là đi đâu nhỉ? Hôm qua đi chơi. Hôm qua là có rất là nhiều lý do như thế này là nghỉ này. Một, đó là đủ giờ, gần đủ giờ rồi. Tháng bây giờ là 100 giờ thôi, từ tháng 2 là mình chỉ có 100 giờ một tháng thôi, ngày xưa là 120 giờ. Bây giờ là 100 giờ. Đấy. Mà vấn đề là mình lẽ ra 100 giờ ấy thì mình sẽ cần stream ít đi. Đúng đúng. Nhưng mà mình vẫn stream mỗi ngày 4 tiếng và nhiều hôm ngồi còn lan man bốc phét tới thành 4 tiếng rưỡi. Thế thành ra là nó nhiều giờ quá, nó dư giờ mình không biết luôn. Thế là mình mới nghĩ là mình nên nghỉ. Nếu mà có hôm nào đấy mà mình có hẹn thì mình nên nghỉ. Nhưng mà rất là buồn là hẹn mình cả trái hẹn cả. Thế là cũng hơi buồn buồn. Hôm qua thì mình nghĩ là thôi mấy hẹn thì mình đi xem phim mình đi chơi mình chả sao cả, gớm cần gì phải có ai mới sống được đúng không? Mình mà chủ nghĩa độc lập mà sao mà lại phải chờ ai rủ mới đi chơi được. Đấy, thế là mình quyết định là rủ bạn mình đi. Không ai rủ đi mình rủ gì đâu. Nói vậy thôi chứ thực ra là hôm qua là mình quay vlog. Hôm qua với quay vlog. Quay vlog xong á thì mình cảm thấy là mình đã hoàn thành được cái vlog mà mình rất là tâm huyết. Về niềng răng. Đấy, cái vlog đấy nhá là cả quá trình niềng răng của mình 65 củ và 1 năm trời đau đớn. À không đau. Nhưng mà 1 năm trời nó cũng hơi vướng víu các kiểu ấy, tại vì niềng răng này, 1 năm trời niềng răng cộng với 65 củ cộng với cả 1 tuần trời mình làm kịch bản. Là tại sao lại làm hẳn 1 tuần, không phải là do kịch bản nó phức tạp quá mà là do mình chung được, mình cứ mở lên xong mình để đấy mình gõ được vài chữ rồi mình lại tắt đi. Sau hôm sau mình lại mở lên lại gõ vài chữ xong mình tắt đi. Xong rồi gần đến cái hôm quay rồi chết mẹ deadline dí rồi. Thế là hôm đấy thức đêm để làm. Thức đêm làm xong hôm sau mở ra lại phải sửa tiếp, sửa đi sửa lại. Thế mình thấy mà mình làm cái kịch bản đấy nó cũng khá là mất thời gian. Đấy, thế là công sức nhiều. Thế là đến lúc mà mình hoàn thành xong mình cảm thấy đã vách luôn. Đúng cái cảm giác mà kiểu mọi người hay mọi người kiểu như là mọi người ôn thi ấy, xong rồi thi xong rồi mọi người cảm giác là xả xì chết ấy. Đấy là mình cảm giác như thế. Thế là mình cảm thấy rất là vui. Mình quyết định là cho bản thân nghỉ ngơi. Lúc đầu mình đi xem phim một mình, nhưng mà mình thấy lười quá, mình thấy kiểu như là hôm qua thức đêm, sáng nay hôm qua thức khuya, sáng nay dậy sớm mà quay mệt quá. Mình định là thôi. Sau rồi đúng lúc đấy thì bạn mình nó kiểu như là nhắn tin cho mình. Nói chung là nói chuyện về vấn đề khác nhưng mà mình tiện mồm mình hỏi. Nhiều lúc mình hay hỏi đùa cái người ta tự dưng ấy. Mình chỉ hỏi là đi xem phim không? Xong nó bảo có, xong mình gọi đi à? Thế xong mình bảo là thế mày muốn xem phim gì? Xong nó bảo là phim gì nhỉ? Xong mình bảo là Nhà Bà Nữ, nó bảo không xem phim Trấn Thành đâu ấy, không xem phim Trấn Thành đâu. Nó bị ghét Trấn Thành ấy, xong rồi nó cứ rẽ đạch lên là nó không xem phim Trấn Thành. Mình lại thích Trấn Thành nhá. Mình không ghét Trấn Thành đâu, mình rất là thích. Tại vì là mình có xem nhiều cái bài chia sẻ của anh ấy thì mình thấy là người ta giỏi, người ta có những cái để phải ngưỡng mộ ấy. Đấy thì mình thấy mình không có phải là fan nhưng mà mình cảm thấy là không có ghét, chẳng có lý do gì để mình phải ghét cả. Cái bạn mình nó rách đạch lên nó không chịu, xong mình bảo thế đi xem Titanic nhá. Nó bảo là Titanic có, xong mình bảo nhưng mà 3 tiếng mà bây giờ thì muộn mẹ rồi mà giờ không có suất chiếu. Thế xem phim này nhá. Không, xem phim kia nhá. Không, xong mình bảo mẹ. Thiếu điều là mình chửi nó thôi. Xong nó mới bảo mình là thế đi ăn đi. Xong mình bảo đi ăn á, tao mày đi ăn á. Ừ nếu mà để tao rủ cả anh Hiệp, hôm nay chủ nhật mà. Xong mình hóa ra là nó rủ mình ăn cơm chó. Thế mày hỏi đi thế có rủ thêm ai không nhỉ? Nó bảo là mày thích rủ ai thì rủ. Thế là mình mới đúng lúc đấy thì có một bạn đấy kiểu ngày xưa mình quen từ lâu rồi. Cái bạn mà ngày xưa mình hay kể mọi người là mình hay đi xem phim với bạn ấy á. Thì bạn ấy nhắn tin cho mình ở bài story, xong rồi bạn ấy bảo mình là kiểu thế đi chơi không, thì mình mới bảo là nhưng mà hôm cậu rủ muộn quá, hôm nay tớ lại đi với các bạn tớ rồi, hay là cậu đi chung không? Nice. Mình hay kiểu gom đi kiểu cả thế. Thế là mình hẹn cả bạn ấy đi luôn. Với cả rủ cả thằng Hưng nhà mình đi luôn. Thế là có 5 người đi ăn lẩu ếch. Đi ăn lẩu ếch xong rồi là bọn mình đi trà chanh ở Hoàng Cầu. Xong rồi là anh Hiệp với cả Ngô về, mình lại kia đi xem phim. Tại vì là lúc ấy là định đi xem Titanic nhưng mà muộn quá. Titanic chiếu muộn với cả tận 4 tiếng một suất thì lâu với cả đúng một giảm có. Thế là bảo thôi đi xem Nhà Bà Nữ đi. Lúc ấy là mình cũng lười, hồi đầu mình cũng định muốn đi xem lắm. Rất là muốn đi xem luôn nhưng mà kiểu mãi không đi xem được, chán rồi ấy. Thế nhưng mà cuối cùng là vẫn đi, mà công nhận là hay thật, hay vãi cứt luôn. Thì mình nghĩ là nếu mà có thể thì nên đi xem. Nhưng mà đi xem thì bớt đánh giá đi, bớt đọc mấy cái bài trên mạng đi, khổ quá. Thì công nhận là kiểu nói chung là nó khai thác cảm xúc với cả tình cảm nhiều hơn. Chứ còn nếu mà các bạn cứ ngồi nhặt sạn với cả các bạn cứ đòi hỏi kiểu kỹ thuật này kia thì mình thấy nó xem nó mất hay lắm. Mình xem mình chỉ đồng cảm thôi. Với cả mình nhận ra một cái này nhá, mình nhận ra một cái này rất là hay. Hôm qua mình có bảo với bạn mình cái đấy, xong mình chia sẻ với mọi người, mình bảo là nhá,
không biết là tại vì mình nghĩ là bây giờ các bạn đang ở cái, có thể là có nhiều bạn đang ở cái độ tuổi giống mình của vài năm trước, khoảng tầm 4-5 năm trước ấy, khoảng tầm 3-4-5 năm trước thôi, là mình xem phim hay là mình xem video ít khi mà mình có cảm giác kiểu vui buồn được theo cái video đấy lắm. Nhiều lúc mình còn cảm giác như kiểu mình bị chai sạn cảm xúc vậy á. Nếu mà chỉ buồn không thì không nói, nhưng mà vui cũng vậy. Tức là buồn là kiểu dạng là không phải kiểu dạng buồn đồng cảm đâu nhá. Mình xem phim vẫn có những cái phim mình khóc, nhưng mà mình khóc bởi vì là cái nhân vật kiểu như là mình thấy cái nội dung đấy nó buồn quá, nó thương quá thì mình buồn đấy, chứ mình không cảm nhận được sâu sắc được cái nỗi buồn của nhân vật đâu. Không có thấu hiểu được, không có đồng cảm được ấy. Kể cả mình xem những cái video hài mình cũng không cười được cơ. Mình thấy có nhiều người ta xem video hài nhá, người ta cầm điện thoại người ta xem mà người ta ngồi cười gạch gạch thành tiếng được luôn, mình thấy đỉnh vãi. Mình không bao giờ xem video mà mình có thể cười ra thành tiếng, kể cả nó buồn cười đi chăng nữa ấy. Đấy thì mình cũng không nhếch mép lên luôn đấy, mình không biết tại sao luôn, mình cảm thấy mình có vấn đề cơ. Xong rồi mình nghĩ là con người người ta càng lớn á thì người ta kiểu trải qua nhiều thứ thì người ta càng chai sạn, người ta sẽ càng khó để kiểu như là có thể đồng cảm được, nhưng mà hóa ra là ngược lại ấy. Đến cái lúc mà mình càng lớn hơn á, càng ngày càng lớn hơn á thì mình lại càng biết đồng cảm hơn. Ví dụ như là mình bây giờ thì mình bắt đầu xem video có thể cười này, kiểu mình dễ cười hơn ấy. Mình xem những cái gì hài hước thì mình dễ cười hơn, cái gì buồn thì cũng dễ buồn hơn kiểu đấy. Tức là càng lớn càng dễ đồng cảm hơn. Đấy là lý do mà cái đợt mình xem cái podcast mà anh Trấn Thành nói về cái việc là tại sao anh đấy lại đồng cảm và khóc ấy, mình mới cảm thấy kiểu như là kiểu thích Trấn Thành hơn ấy. Ngày xưa mình cũng thích bình thường, không thích hay không có vấn đề gì lắm. Tức là mình nghĩ là mình không khóc được hay mình không buồn được, mình không đồng cảm được mới là có vấn đề, chứ không phải đấy là vấn đề đâu á. Thì công nhận xem cái đoạn này nó cũng hay. Tức là càng lớn biết càng nhiều thì lại càng dễ đồng cảm, chứ không phải là chai sạn đâu, không phải ngược lại. Xem nhà bà nữ, chị có thấy tội ông Joy không? ông John chứ ông Joy. Tội á, chị cũng thấy tội. Nói chung là chị cũng thấy tội, nhưng mà nói chung là chị dễ bị mùi lòng. Mình rất là dễ bị mùi lòng nên là mình xem cái đấy mình cũng thấy tội lắm. Tức là mình đến tận cuối cùng mình vẫn khóc bởi vì là hai người không về được với nhau ấy. Nhưng mà may là như này thì cô tính là spoil không? Thấy tội nhưng mà thôi cũng kệ, nhưng mà cũng hợp lý thôi. Nhưng mà mình vẫn buồn, mình vẫn muốn hai người về với nhau hơn. Nhưng mà nói chung là buồn. Ông ấy rõ tốt xem mà tức nữ chính á. Ai cũng có nỗi đau của riêng mình mà. Ở vị trí của nữ chính đâu có dễ dàng gì. Mà bảo là mà tức trời. Mình chẳng tức ai cả, mình thấy ai cũng có lỗi hết. Mình thấy ai cũng tội hết, chả có tức ai hết. Coi hai lần như lần đầu khóc sưng mắt hu hu á. Cái lúc mà mình đang ngồi ở đấy mình vẫn còn tính là mình có nên đi xem lại hay không ấy. Nhưng mà xong rồi sau đấy thì lúc mà mình đi ra khỏi rạp, mình bảo bạn mình là không biết là có nên đi xem lại không. Bạn mình bảo là những cái phim mà kiểu cảm xúc như thế này mà xem lại thì thường nó sẽ không được như lần đầu. Bởi vì là sao? Bởi vì là nó sẽ, mình biết trước tình tiết rồi á. Mặc dù vậy mình nghĩ là nó vẫn sẽ buồn thôi. Mình xem lại thì vẫn có thể là vẫn sẽ khóc và sẽ buồn, nhưng mà mình nghĩ là những cái cảm xúc tuyệt vời nhất khi mà lần đầu mình xem thì mình sẽ cố gắng giữ nó, nên là mình sẽ không đi xem lại nữa. Mà xem đoạn Trấn Thành quyết định rời bỏ nhà bà nữ cảm xúc vãi. Mình thương nhân vật Thuận nhất, Thuận đúng không? Tôi vừa chứng kiến cái gì thế này. Oh. Nhà có nuôi một con sen lâu tết. Hôm nay người ta ship cho mình cái này rồi mọi người ạ, để mình sẽ mở cho mọi người xem nhé. Lâu lắm rồi mới unbox ở trên livestream, tại vì bình thường mình mua về xong cái mình bóc mẹ luôn. Ngày xưa thì mình mua cái quần què gì mình cũng bóc cho mọi người xem, nhưng mà hôm nay thì mình đã lười, với cả mình kiểu mình ngồi mình làm việc thế là mình lười, mình chưa bóc. Thế là thôi giờ mình sẽ bóc cho mọi người xem, đố mọi người đoán xem đây là cái gì. Nồi cơm điện đấy, nồi cơm điện bé này điên à, nấu cho hai con mèo ăn à? Không phải ấm siêu tốc điên à, ấm siêu tốc đơn nhỏ như này. Mình sẽ mở cho mọi người xem đây là món đồ gì nhá. Đây là máy uống nước, máy lọc nước của hai con mồn lèo. Bây giờ mình sẽ lắp nó luôn xong rồi xem là con gạo với con nghẹo nó có chạy ra không nhá. Ủa tấm lọc nước đâu ấy nhở? Mình nhớ là mình mua kèm tấm lọc nước mà. Hay là ở trong này ta? Mình nghĩ là con nghẹo sẽ rất thích cái này, tại vì con nghẹo nó đam mê nước chảy, thích lắm. Bây giờ mình sẽ lắp luôn nó trên này cho mọi người xem nhá. Xem là hai con kia nó phản ứng như thế nào khi mà được mua cho máy lọc nước. Chả biết lắp kiểu gì nhỉ? Các bạn đoán xem mình có lắp đâu. Không biết lắp được kiểu gì luôn. Con sen chu đáo quá. Trời ơi, nuôi 2 năm rồi mới mua được cái máy lọc nước cái gì vậy? Không phải đâu, với cả máy lọc này mình đỡ phải đi múc nước nhiều ấy, mệt lắm. Chủ yếu là vậy thôi. Cái này chắc là để cắm vào đây này. Xong rồi mình sẽ đi múc nước để mình đổ vào thử xem sao nhé. Cái này để lọc à? Cái này để lọc cho trong này đúng không?
cho đầu não nhỉ. Để mình lên Shopee tìm. Để lên Shopee tìm cái. Ờ, cho ngược lại à. Từ cái. Nhanh thế. Cho ngược lại như này đúng không? Mẹ. Nó nhanh quá, mình không kịp nhìn luôn ý. Ôi, mình nghĩ là mình sẽ tự lắp được. À đây, đây cô hướng dẫn. Không, đây là giá tiền thôi. Đây, cái này sẽ lắp vào đây nhá. Đây là cái sạc. Đấy, còn cái này thì lắp đâu ấy nhỉ? Ừ nhá. Mình nghĩ là nó sẽ có chỗ để lắp đấy. Lắp đâu ấy nhỉ? À, cái này cho vào đây mọi người ạ. Cũng không hiểu nguyên lý này lắm. Ủa sao cái này cho vào ta? Ủa điên à? Ơ, đâu phải rồi, nhìn trông nó cứ lạ lạ ấy. Ơ, cho cả dây điện vào trong luôn á. Chết rồi. Ủa, mình tưởng đồ điện phải tránh nước chứ nhỉ. Đây, người ta bảo cho vào trong như thế này. Xong rồi móc vào đây. Xong rồi cắm điện vào. Xong rồi nó sẽ phun nước lên. Ủa, thế người ta bật cái gì mà... À đây đây. Ơ, từ từ đã dương hay là âm ấy nhỉ. Cậu ơi trừ nhỉ. Khó vãi, từ để mình... Đây, nút gạt điều chỉnh cường độ bơm nước, gạt về trừ để giảm cường độ bơm, gạt cộng để tăng cường độ bơm. À, ok, hiểu rồi. Trong này nó có cộng với cả trừ. Chắc là mình để trừ trước đi. Có vẻ cộng nó có vẻ hơi mãnh liệt đi. Hoặc là mình để ở giữa đi. Ờ, mình để ở giữa là được mà. Xong bây giờ là mình sẽ đi múc nước nhé. Các bạn đợi một xíu nhé, mình đi múc nhanh thôi. 3 hours later. Ây da. Ây da. À, 30 phút rồi à. Nặng quá, cứt đi. Hello, 1000 năm đã trôi qua. Cái gì mà 1000 năm đã trôi qua. Ui. Ui, cái này nó bám chặt vãi. Thôi để mình cắm lại xem nào. Xong rồi ấn cái gì cho nó bật đấy. Sao nó không phụt nước lên nhỉ. Cái gì đó. Sai đâu rồi. sao nó không phụt nước lên thì hình như là nó bị thiếu cái gì sao ấy. Ừ, tụt mẹ rồi. À! Cắm lại. Lắp không sai ở khâu mua máy rồi á. Nhưng mà vì sao á? Chắc cắm ống xả thành ống hút á. Cắm làm đúng luôn đấy, làm đúng theo hướng dẫn luôn đấy, mà không hiểu tại sao. Đây này, đèn nó còn sáng đỏ đấy. Đủ chế độ chảy mạnh mẽ rồi đấy. Thử yếu xem nào. Không chảy em ạ. À, không được em ơi, học rồi. Vẫn đang cố uống, trời ơi, bất lực dễ ơi. Đây, thôi uống đi, uống ở dưới này đi. Uống ở dưới này. Đây uống đi. Đây uống ở đây. Khổ đéo chịu được tè đấy, hết một con đấy con mẹ. Rồi để tao cắm lại USB xem nào. Có cơ hội nào cho nó chạy. Ô, con nước rồi. Ý, từ, bật chảy mạnh lên cho nghẹo nhé. Chảy được rồi. Đây, chỗ dưới này này. Thấy không? Sao nó không phụt cao lên nhỉ? Bình thường người ta phụt cao lắm mà ta. Uống tọc luôn, ghê chưa. do điện ngu á, do cái USB ở đây cắm bị ngu á. Được thật rồi kìa. Ừ, được rồi, nó chảy nè. Uống đi đấy, tọc luôn. Em nghẹo test máy luôn. Nhưng mà nó không bắn cao được nhở. Bên đây là cái mức mạnh rồi đấy, mà nó không cao lắm. Nhưng mà mẹ để như này sao mà stream được. Mẹ nó cho thấy nghi nhỉ. Nó sẽ nghịch cái vòi nước này, xong rồi nó sẽ bắn tụt luôn đầy nhà, bắn hết cả nhà ra xem. Bắt đầu biết uống nước ở cái thò thò lên rồi đấy. Cái nước phun bắn lên đấy. Thích không? Uống đi. Còn mỗi máy hot tức là không mua được thôi. Tao tự hot, máy hot tức chạy bằng cơm. Nhà mình là máy hot tức chạy bằng cơm. Nó sẽ lúc đầu nó sẽ hơi đề phòng tại vì nó chưa quen thôi, xong rồi quen dần nó sẽ uống. Trả tay. Đấy, bên ngay mà con này nó nghịch lắm, nó sẽ thò tay ra. Không được thò tay vào nghịch nhá. Bẻ tay đấy. Này! Đấy.
Mẹ nó bắt đầu nó đây là máy phun nước. À máy uống nước, máy nào lọc nước của mèo. Bây giờ làm nào để dạy cho nó không được thò tay vào nhỉ? Đây là nước uống mày ạ, không được rửa tay nhá. Này! Bây giờ làm sao để dạy nó bây giờ? Này. Sao nạt bé thế, mua cỏ cho nó chơi là hết. Ok, để cho mồm mà không phải để cho tay vào, mới chưa con ngu này. Này! Ôi, xin lỗi. Xem nó có định thò tay lên nữa không? Châu kiểu đam mê lắm. Châu kiểu thích lắm rồi đấy. Châu kiểu muốn thò tay lắm rồi nhưng mà sợ bị chửi ấy, khổ. Quát vậy cháu nó sợ. Mẹ nó mà biết sợ thì đã tốt. Nó không sợ nó thành mặt giặc đấy, trời ơi. Chị thiếu ổ cắm đâu mà để... Đấy! Rồi, không dậy được rồi. Quá từ nãy đến giờ thế này mà vẫn thò tay ra là không dậy rồi. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.